Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin test thử hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba cho các bạn xem. Bắt đầu tôi lên ghế này. Vâng thưa bạn, đây là hàng ghế thứ hai của chiếc Ford Everest và tôi ngồi rất là thoải mái. Đây, tôi ngồi đã không kích gì đâu, rất là thoải mái. Thế tôi nằm lên trên. Hàng ghế đầu ấy mình có thể mình chỉnh lên cao được. Đây là hàng ghế thứ hai, tôi đang ngồi thoải mái. Để tôi kéo xe dịch lên cho các bạn xem. Có thể kéo hàng ghế thứ hai kéo lên được. Rồi, tôi kéo dịch lên trên này. Kéo dịch lên trên này nằm ra đây. Kéo sát lên trên cao. Tôi lại giật thiện kéo xuống. Đây, khoan đã. Tôi kéo lên trên tôi để tôi so cho các bạn xem là hàng ghế thứ hai nó cách cái hàng ghế mà chưa kéo nó cách nhau khoảng đến 10 phân đấy. Đây, bên tầm này khoảng 10 phân. Chưa được khoảng 10 phân. Vâng thưa bạn, giờ tôi úp cái hàng ghế thứ hai xuống ở cái hàng một ghế để tôi vào trong hàng ghế thứ ba. Tôi vào trong hàng ghế thứ ba để tôi test thử cái hàng ghế thứ ba cho các bạn. Hàng ghế thứ ba chỉnh điện có một hàng ghế đang sập. Tôi cho lên này. Đây ạ, sau khi tôi ngồi đấy ạ. Tôi đã vào ngồi hàng ghế thứ ba rồi. Giờ tôi kéo hàng ghế thứ ba lên cho bạn xem. Thưa bạn, tôi đang ngồi hàng ghế thứ ba đây. Cũng rất là thoải mái. Như tôi thì tôi có trên 1m6 một chút thì tôi ngồi vẫn đang rất là thoải mái. Hàng ghế thứ ba này mình có thể đẩy ghế lên được nữa. Vẫn có thể đẩy ghế được khoảng 10 phân nữa. Tôi đang cách khối của tôi cách đây khoảng 5 phân. Và mình có thể đẩy khoảng 10 phân nữa thì nó dài lên khoảng 15 phân so với lại người ngồi hàng ghế thứ ba. Vâng. Thưa các bạn thì chiếc Everest theo tôi thì hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba chúng ta ngồi rất là thoải mái, không bị kích, không gì cả, ngồi thoải mái luôn. Vâng thưa bạn, vừa rồi là tôi test cái hàng ghế của chiếc Ford Everest Titanium một cầu. Đấy, tôi đang ngồi hàng ghế sau cùng ạ. Hàng ghế thứ ba này về vẫn có cửa gió điều hòa này, đèn này, cửa gió điều hòa, đèn này. Các bạn muốn thử ngồi thì có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0902 157 666, tôi tên Bảo Đại. Vâng, các bạn muốn test gì có thể comment ở dưới nhé. Và rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm. Các bạn muốn xem những video mới nhất, những cái video hot nhất thì có thể ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những cái video hot nhất mà tôi có thể giới thiệu đến quý vị các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.